Phúc Audi trân trọng kính chào quý khách. Xin kính chào quý vị và các bạn. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Corolla Tít sản xuất năm 2014, form mới, số tự động, động cơ 1.8 phiên bản 1.8G. Ở trước mặt quý vị đây, chúng ta có một chiếc Corolla Tít form mới ạ. Xe được sản xuất năm 2014, số tự động, động cơ 1.8, thân vỏ màu bạc. Chiếc xe này thì được thiết kế form mới rất đẹp, khác hẳn đến form Altis đời cũ rồi. Đây ạ, la răng cũng khác, đua cản sau khác, ca lăng khác và đèn pha cũng khác. Nói chung là đánh giá là cải tiến này là đẹp. Xe được sản xuất năm 2014, được trang bị 4 la răng phay, 4 phanh ABS. La răng là la răng đặc trưng của Altis anh chị em nhé, đặc trưng của Altis ạ, la răng tăm, la răng phay, với cỡ lốp là 205/55 R16, 4 phanh ABS an toàn, chống bó cứng. Rồi là cảm biến lùi và camera lùi đây. Tay nắm cửa của xe cũng được mạ chrome, với một đường mạ chrome như thế này để trang trí tạo điểm nhấn. Xinh nhan trên gương. Đó là những cái trang thiết bị bên ngoài. Thế ở bên trong xe thì chiếc Altis được trang bị như sau. Đó là gương kính chỉnh điện ạ. Gương kính chỉnh điện cụm điện, hỗ trợ dừng đỗ, ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đầu CD nguyên bản theo xe, điều hòa tự động, số tự động, động cơ 1.8, ghế da màu đen, táp ly táp lô màu đen, trần nỉ nguyên bản. Xe hiện nay đang được bán với giá tiền 535 triệu đồng, 535 triệu cho một chiếc Corolla Altis 2014, số tự động, động cơ 1.8. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem về mặt chất lượng kỹ thuật của chiếc xe này như thế nào. Trước khi mà xem về mặt chất lượng kỹ thuật thì các bạn nhìn lại nội thất của xe một lần. Đây ạ, hãy nhìn lại nội thất của xe một lần nữa để cảm nhận cái độ mới, độ đẹp, độ zin, độ xịn của xe. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đi về mặt chất lượng kỹ thuật đây. Đây là phần chỉ của cánh bên phụ anh chị em nhé. Phần tai và phần bản lề đây. Tiếp đến là chúng ta đến với cánh sau bên phụ ạ. Chỉ của cánh sau bên phụ. Phần tai và phần bản lề. Ok, không mất phần chỉ nào. Đến với phần cốp ạ. Thật sự là đối với dòng Toyota thì nó chỉ là về chất lượng thôi, chứ còn trang thiết bị của Toyota không nhiều và gần như là không có gì. Đấy. Nhưng mà động cơ thì bền bỉ, thân gầm thì chắc chắn, xe thì đúng là nồi đồng cuối đá. Đây ạ, phần đuôi xe đây các bạn nhé, đuôi xe này, ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở chỉ cabo đây, à chỉ cốp đây, ốc cốp còn nguyên zin này, chỉ cốp này. Khoang cốp thì rộng rãi. Đây là lớp dự phòng, la răng dự phòng đây. Các bạn nhìn thấy phần tôn, gân gờ, phần định tán tất cả còn nguyên xi nhé. Đây là phần chỉ của cánh sau bên lái ạ. Đây là phần bản lề. Tiếp đến là phần chỉ của cánh lái. Ok, thân vỏ như vậy là không bị đâm va gì. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần động cơ. Phần đầu, kiểm tra phần đầu và phần động cơ của chiếc xe xem như thế nào. Đây ạ,
ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở phần chỉ của cabo đây ạ. Tất cả còn nguyên zin. Tiếp đến là phần tai, các bạn nhìn thấy phần tai này, phần ụ giảm sóc này, phần răng này. Bên này cũng vậy đúng không ạ? Tai ụ giảm sóc, răng, rồi là đây ạ, răng dưới này, rồi là càng sắt xi này. Tất cả còn nguyên zin hết anh chị em nhé. Xe không bị đâm xô tai nạn. Keo chỉ zin cho một chiếc Corolla Atis 2014. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần động cơ. Các bạn nhìn thấy ạ, phần động cơ của xe. Máy số thì sạch sẽ, không bị chảy dầu, chảy mỡ, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Ngoài ra thì toàn bộ tất cả xe, tất cả các con ốc, đây các bạn có thể nhìn thấy dưới kia, còn nguyên zin, máy zin, keo chỉ zin. Vâng ạ, một chiếc Corolla Atis 2014 số tự động phiên bản G 1.8. Keo chỉ zin, máy số zin, tất cả zin từng con ốc. Hiện nay đang được bày bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá tiền 535 triệu đồng. Mời anh chị em về xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em cũng có thể liên hệ số hotline của Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966. Anh chị em cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi lần Dũng Audi có xe mới về, nhận được video mỗi lần Dũng Audi có video chi tiết của mỗi chiếc xe và các buổi live stream báo giá, trò chuyện tương tác trực tiếp của Dũng Audi. Anh chị em sẽ nhận được thông báo, nhận được video khi mà bấm đăng ký kênh Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.